Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Ngày Đoàn viên 2024 nhằm thi đua lập thành tích hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ Ngày Đoàn viên, ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng cho đoàn viên khó khăn vừa làm vừa học, mỗi suất 1 triệu đồng. Tặng 8 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi chiếc trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Ký nhận 2 căn nhà nhân ái cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở quận Cái Răng và huyện Cờ Đỏ, mỗi căn trị giá 52 triệu 500 ngàn đồng. Trao bảng tượng trưng thực hiện công trình thắp sáng đường quê và đường văn minh đô thị cho huyện Thới Lai và quận Cái Răng, tổng kinh phí 65 triệu đồng. Các công trình hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã vận động xã hội hóa trên 210 triệu đồng. Dịp này, Ban chấp hành Đoàn khối doanh nghiệp còn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên cho 30 đoàn viên ưu tú và các hoạt động vận động, trò chơi dân gian và thi đổ bánh xèo. Cảm ơn.